các bạn, chúng ta lại tiếp tục với tựa game Swordmaster này nhé. Và đầu tiên thì mình cũng sẽ mua thêm một cái nhân vật mới nữa các bạn. Mình sẽ mở random luôn. Mình chỉ còn một ít nhân vật nữa thôi là mình đã mở hết rồi. Hôm nay mình mở được một con robot nè các bạn. Con robot nó giống như cái nó gắn ngược làm sao nhỉ? Nè các bạn thấy không, nhìn nó ngộ. Mình cho nó đòi cái nón đi. Rồi cái que thì mình sẽ mua một cái que mới các bạn, để coi mình đủ tiền không. Cái này là 400 nè. Cái này 500. Cái này 500. Cây có cây bút bi nè các bạn, mình sẽ mua cây bút bi này đi. Cây bút chì, đúng rồi, cây bút chì các bạn, mình sẽ mua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục từ level 261 đến 270 nha các bạn. Trời, cái con này nó khó chịu ghê luôn á, nó lắc nè, các bạn thấy không? Rồi qua được rồi nè, rồi qua đây cho mày lắc. Đó, lắc đi. Hết lắc được rồi cưng ơi. Ôi trời. Ôi hôm nay cái cục băng nó lại nó trơn đi nữa các bạn. Nè các bạn thấy không? Chút nữa là mình tôi nữa rồi. Ồ hôm nay cái cục băng nó trượt đi nữa. Ở cái chỗ này hai chết nè. Ồ. Đi lại nữa các bạn. Qua được rồi. Trời ơi, mới gớt xuống mà nó bắn thôi, nó bắn. Rồi. Để mình coi cái màn này nó có cái gì lạ không nha các bạn. Mấy cái này thì nó khá là quen thuộc. Ủa nó. Mình tưởng là nó thụt xuống luôn mà nó không thụt xuống cả. Còn cái chỗ này là sao đây? Ôi trời, nó lặn xuống rồi. Không kịp rồi. Thôi, đi lại thôi các bạn. Cái này phải tranh thủ đi nhanh lên các bạn ơi. Để đi tụt xuống là thôi luôn. Ôi trời, cao như vậy. Ôi, lên một cái nữa. Rồi, đúng rồi. Rồi, cái này nó hơi lạ nè. Ôi trời, nó bắn phi tiêu mình. Ôi, bước nhanh qua để bị bắn. Ôi trời, đất ơi. Đâu rồi. Chờ các bạn, chờ một nhịp. Để nó bắn mình. Ôi. Qua được không? Qua được. Thôi, ngon lành rồi. Rồi, tiếp tục nữa nha các bạn. Trời, cái cây sắp gãy. Rồi mình sẽ chờ một nhịp các bạn. Ôi, chờ cái kiểu gì vậy ta? Đi lại. Qua luôn rồi, cái này khỏi chờ luôn nè các bạn. Ôi. Rồi. Đi lại thôi các bạn. Đi từ từ là đi ngon lành luôn. Mình gấp quá rồi. Mình sợ rớt xuống là mình sẽ thua.
Rồi, tiếp tục thôi nha các bạn. Rồi, để mình chờ nó nhịp đi các bạn. Thôi thôi coi chút nó là gớt ngược lại. Từ từ thôi. Trời, có đây một bầy ong luôn nè. Thôi bước. Ồ, bên kia bên này nữa. Cái này chưa có phóng thôi các bạn. Rồi, về đi. Rồi, bây giờ tiếp tục 265. Trời ơi, coi cái clip ngày hôm qua các bạn. Nó quần mình muốn chết luôn, nó hành mình. Ôi. Có những cái đi tới đi lui mới được các bạn. Ủa, rồi. Đó, ngon lành. Ôi, hên quá. Trời đất ơi. Đó, ngon lành rồi. Áp cạp. Cạp. À, mình thấy chặng đường như là nó xa hơn các bạn. Cho nó nghiêng một chút, cho nó nghiêng một chút. Rồi, đúng rồi. Đúng ý đồ của mình nè. Ô, vậy rồi làm sao? Chết luôn rồi các bạn ơi. Cái này phải đi nhanh mới được. Đi lại. Còn cá nó bay lên cái nữa để mình đi. Đúng rồi. Ây da. Ô, qua được luôn. Ô, qua được luôn rồi các bạn. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Cái này thì mình chỉ cần bước nhanh thôi. Còn khó. Nó lại mấy cái núi lửa cũng phun nữa. Ui, vậy đơn giản vậy. Gì đất rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở level 267 nha các bạn. Ở tình thế này thì không có đá ghê các bạn, cái này mình phải bước xuống thôi. Ồ, bước chuẩn nha. Mình chờ con cá này nó nhảy sao. Ồ, nó sẽ nhảy ngược lại, mình bước quyết lên. Đi đâu đây? Trời ơi. Từ từ.
ngay cái dốc nghiêng. Rồi rồi về đích rồi. Ồ cái bạn rùa này nhưng mình chưa mở khóa được các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục các bạn. Ồ cái chỗ này hôm nay là nó tới 3 cái thùng nè các bạn mà bữa. Mình nói thì chỉ có 2 cái thùng thôi. Ồ qua luôn. Họ đã có qua luôn rồi. Một con người triết nó chờ sẵn mình. Chơi ta hả? Ồ đây một con nữa. Trời ơi. Rồi bước. Ôi, về đích ngon lành các bạn. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Ôi. Cây này nó thụt xuống. Ngon lành. Đưa mình đi đâu đây? Ôi. Cái cuộn rơm này nó sẽ làm gì đây? Ôi cái này dễ vậy ta? Không có cái gì khó hết à? Ôi. Vấn đề rồi đây, vấn đề rồi đây. Ôi, trời đất ơi. Coi vậy mà không phải dễ nha các bạn. Cái dốc nó cao dần dần mình dễ bị té dưới nó thu hẹp khoảng cách á. Ừ, các bạn thấy không, chỗ này khoảng cách nó thu hẹp dần nè, thấy không? Mình bước lên không ấy nhanh là mình té liền. À, về đích. Rồi, tiếp tục cái mốc 270 các bạn ơi. Con cá nó lội dưới nó không có nhảy chứ các bạn. Bữa nay làm. Ồ mình tưởng là mình đi trên dây chứ. Tưởng đâu hôm nay làm nghệ sĩ xiếc đi trên dây. Ngon lành. Ôi trời, nó có cái quả bóng này nữa. Trời ơi. Rồi, chúng ta đi lại thôi. Đó. Rồi, cây nó muốn gãy luôn nha, gắt luôn các bạn. Rồi, về đích. Rồi, giờ hôm nay chúng ta đã đến mốc 270 để các bạn nhìn dựng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai nhé. Rồi, xin chào.